Tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng năm âm lịch, hồng phúc tề thiên, gặp hung hóa cát, chúng lớn phát tài, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, những điều tốt đẹp và xấu xa trên thế giới này, xưa nay, vốn tồn tại cùng nhau, chúng luôn song hành và hiện diện trong cuộc sống của mỗi người. Có người cuộc sống đang tốt đẹp thì bỗng nhiên lại gặp xui rủi mà mất hết, tán ra bại sản. Lại có người sinh ra trong hoàn cảnh éo le, sống cuộc đời nghèo khổ, cơ cực, lại bỗng chốc trở nên giàu có bất thình lình, tỏa sáng như ánh mặt trời. Và trong video này, Minh Đường Tử Vi xin được gửi tới quý vị về con giáp tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, có cuộc sống cơ cực từ khi còn trẻ, dù chăm chỉ làm lụng mà cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám mãi. Nhưng đúng tháng năm âm lịch này, nghịch thiên đạo vận, xoay chuyển càn khôn, được hưởng chọn lộc trời, hồng phúc tề thiên, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, không những trả sạch nợ nần mà còn phất lên làm đại gia để tận hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy những cơ may nào đang đến với con giáp này? Bản mệnh phải làm gì để đón lấy vận may cực đỏ ấy? Tất cả sẽ có trong luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua những nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Quý Hợi với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ hay là tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, là loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ nằm Giáp Thìn và có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Theo tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Quý Hợi âm lịch, đây là một tháng không ngừng phấn đấu để vươn lên đối với người tuổi Quý Hợi. Tất nhiên, quá trình vươn tới thành công trong bao giờ trải toàn hoa hồng, bạn sẽ đối mặt với một vài khó khăn, không thể tránh khỏi, nhưng đừng để điều đó làm chùn bước chân nhé. Nguyệt lệnh lâm quan giúp cho bản mệnh luôn có một tinh thần tích cực, hoạt bát, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho ai. Tử vi tháng năm của tuổi Quý Hợi âm lịch, sự độc lập và thái độ cống hiến của bạn ắt sẽ được người lãnh đạo đánh giá cao và trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Có thể quá trình thực hiện những công việc ấy, bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc đấy, song chính những khó khăn ấy sẽ giúp cho bạn rèn luyện bản lĩnh để trở thành người tài giỏi hơn. Phương diện tài lộc có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của tiểu hao, có thể đôi khi bạn quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định nên những quyết định đầu tư ấy lại chưa được chính xác cho lắm. Cũng may là bạn đủ tinh ý để nhận ra vấn đề và nhắc nhở bản thân dừng lại đúng lúc, không tạo nên những thiệt hại tài chính nào quá lớn. Chuyện mua sắm cũng cần phải giảm bớt trong tháng này, bạn chớ nên đua đòi mua những món này món nọ cho bạn bè. Và dưới tác động của ngũ hành xung khắc, chuyện tình duyên cũng không có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực. Người độc thân dường như vẫn dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không muốn phân tâm và tìm kiếm nửa kia. Với người đã lập gia đình, bạn cũng dần tỏ ra lạnh nhạt với nửa kia, bởi bạn cho rằng việc tập trung cho sự nghiệp kiếm tiền, cải thiện đời sống gia đình mới là quan trọng nhất trong thời điểm này. Người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Như vậy có thể thấy được, những người sinh năm 1983 thuộc mệnh thủy, những người mang bệnh này thường là những người biết kính trên nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương thì chắc chắn là không ai lạ gì sự mênh mông, bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm vóc, những việc mang tính chất tủn mùn, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người. Biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng và khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do. Thường ngày họ không ưa chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới trong cuộc sống và trong công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch và sống với nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở hoặc là tổ chức những chuyến đi chơi xa nhà, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn là kết hợp từ rất nhiều giọt nước,
nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm mình vì mọi người vì mình. Hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy chủ về trí tuệ, nên đại hải thủy lúc túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng, sáng kiến, đầu óc sẽ luôn biến động, tư duy linh hoạt, sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt, viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuy nhiên, mệnh này thường đảo hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp, bên ngoài có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng, sóng tình trỗi dậy, điều này khiến họ càng nghĩ càng rối. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện, trong tháng năm âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng năm âm lịch tuổi Quý Hợi, có Thái Dương cát tinh chiếu rọi, công việc tiến triển thuận lợi, cầu công danh, sự nghiệp trong tháng được toại nguyện. Kỳ thổ lâm quan ở Hợi, báo hiệu công danh sán lạn, có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để khẳng định tài năng, thăng lên vị trí cao hơn, nắm quyền hành đích thực trong tay. Thời điểm này, những chú heo có tinh thần làm việc hăng say, bất kể khó khăn hay trở lực nào, bạn đều đảm nhiệm một cách vui vẻ. Tinh thần làm việc ấy giúp bạn vượt qua thử thách lớn để tiến tới thành công nhanh hơn. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm phù hợp để đề xuất tăng lương, tỷ lệ thành công là khá cao. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng năm âm lịch, tài vận của người tuổi Quý Hợi có dấu hiệu chuyển biến tích cực, thứ tài khởi vượng hơn chính tài, báo hiệu những vận may tài chính sẽ đến với bạn. Tình hình đầu tư kinh doanh trong tháng khởi sắc rõ rệt, đa số thu nhập của bạn có được là từ nguồn bên ngoài, chứ không phải là từ công việc chính. Nhìn chung là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải nghĩ ngợi. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân thừa nước đục thả câu khá rõ, chúng giở trò su nịnh, nhằm tiếp cận rồi lấy lòng tin và cuối cùng là phục vụ mục đích chiếm lấy tiền trong túi của bạn. Vậy nên cần hết sức thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, đừng có để bị kẻ xấu lừa đảo. Xem tử vi phong thủy và phi tinh tháng có bát bạch chủ tài lộc, đồng cung ở hướng đông nam, đây được coi là khu vực vượng tài khí. Nếu được kích hoạt, phong thủy đúng cách sẽ dễ dàng thu hút tài lộc vào nhà. Tuổi Quý Hợi có thể đặt một vài đồng tiền xu, hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dụ tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Theo dõi tử vi hàng tháng cho thấy, bước sang tháng năm âm lịch này, tình cảm của người tuổi Quý Hợi có sự tiến triển vượt bậc, ngũ hành tương hợp, nhân duyên hài hòa, tình yêu dễ dàng thăng hoa. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, đây là cơ hội hiếm có để người cô đơn tìm kiếm nửa kia đích thực cho mình. Nhân duyên khởi vượng, yếu tố thiên thời địa lợi được đáp ứng, giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự chủ động và quyết định dứt khoát của bạn mà thôi. Các cặp vợ chồng ngày càng gắn bó, hòa hợp, một số gia đình còn đón hỷ sự, có thêm thành viên, có thể kể đến, như con cái kết hôn, hoặc có thêm cháu, hay con cái đỗ đạt, học hành, thi cử thuận lợi. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tử vi 12 con giáp cho hay, sang tháng năm âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Hợi được cải thiện đáng kể. Nếu vừa trải qua đợt phẫu thuật hay phục hồi sau ốm, thì mọi thứ tiến triển thuận lợi, thể lực nhanh chóng được khôi phục. Tuy nhiên, một số bản mệnh có thể gặp vấn đề về mắt, đặc biệt là mắt phải. Hết sức lưu ý bảo vệ mắt trong khi lao động, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra, có thể gây đau nhức nghiêm trọng, còn có thể mù lòa nữa. Ngoài bản thân, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người thân trong gia đình. Nếu thấy dấu hiệu lạ, thì cần đi khám sớm để kịp thời chữa trị. Sau đây, mời quý vị theo dõi về chi tiết vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng năm âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên, tuổi Quý Hợi, tháng năm âm lịch 2024. Tử vi tuần đầu tháng năm âm lịch chỉ ra rằng, nhờ sự che chở của thực thần, nên tài khí của người tuổi Quý Hợi hiện tại đang rất thịnh. Bạn nên lập kế hoạch tiết kiệm ngay từ bây giờ, trước khi tiền bạc không cánh mà bay. Các vấn đề tiền bạc luôn là nguồn gốc của sự tự tin, vì khi bạn cảm thấy rằng mình có tiền, thì trong bạn cũng có cảm giác tự hào về bản thân hơn. Nếu là người làm công ăn lương, thì
thì rất khó tìm cách để cải thiện tình hình thu nhập hiện tại. Thế nên, bạn hãy học hỏi thêm về đầu tư, các cách thức sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả để gia tăng tài sản của mình một cách hợp lý nhất. Có thể bạn sẽ hơi thất vọng vì không thể tự do mua sắm, nhưng khoan vội buồn vì đây chắc chắn là nền tảng tốt để bạn cảm thấy tự tin hơn khi nghĩ tới tương lai. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn 7, 8, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tị. Tử vi tuần thứ 2, tuổi Quý Hợi, tháng 5 âm lịch 2024. Tử vi tuần theo lịch vạn niên, đây sẽ là một tuần đầy thú vị đối với người tuổi Quý Hợi, bởi một số sự việc bắt buộc bạn phải thay đổi và đưa ra quyết định táo bạo với sự thúc đẩy của chính quan. Các cơ hội để phát triển sự nghiệp khá là rõ ràng, yêu cầu bạn phải tập trung và nhanh nhạy nắm bắt lấy chúng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý hơn vào tài khoản ngân hàng của mình. Bạn đã chi tiêu khá phung phí trong thời gian qua, nên lúc này bạn phải tiết kiệm hết mức có thể. Nhờ tam hội cục, nên đường tình duyên của bản mệnh cũng đang trên đà khởi sắc, đào hoa nở rộ, dấu hiệu cho thấy tin vui sắp về. Người tuổi Quý Hợi hãy nhìn kỹ vào mối quan hệ của mình, tự hỏi trái tim để thấy rằng mình cần phải làm gì sắp tới để giữ chân hạnh phúc lại ở bên. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn 4, 8, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ Thân, Mùi. Tử vi tuần thứ 3, tuổi Quý Hợi, tháng 5 âm lịch 2024. Chính tài soi đường cho người tuổi Quý Hợi tăng thu nhập trong thời gian ngắn. Lúc này, tiền bạc không phải là vấn đề khiến bạn lo lắng gì, dù có khó khăn thì cũng có người thân ra tay giúp sức. Có nhiều nguồn thu về trong tuần, thiên tài nâng đỡ, nên người tuổi Quý Hợi hãy cứ tự tin. Có thể nói lúc này bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về mặt tài chính, miễn là bạn không vung tay quá chán, có khi bạn còn có thể tích trữ được một khoản đáng kể đấy. Có khá nhiều món đồ trong nhà đang cần bạn thay thế, bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều, vì thế hãy mua sắm những vật dụng cơ bản trước, chớ vội, dùng tiền cho đồ xa xỉ, lâu lâu mà bạn mới dùng một lần. Nhân tuần ngũ hành tương sinh sẽ rất thuận lợi cho những kế hoạch mới, không cần phải làm việc gì quá to lớn. Điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho bản thân chính là tập thể dục để hạn chế nguy cơ bệnh tật, chỉ tập 30 phút 5 giây ngày mỗi tuần là đủ để tăng cường sức khỏe. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn 8, 9, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Tỵ. Tử vi tuần cuối, tuổi Quý Hợi, tháng 5 âm lịch 2024. Tuần cuối tháng này, người tuổi Quý Hợi được thiên ấn ủng hộ, nên công danh, sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, mọi thứ trở nên hanh thông, thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết dễ dàng, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trên con đường tìm kiếm công danh. Thời gian này, bạn còn có thể sẽ có những buổi hẹn khá quan trọng với những người mà bạn ngưỡng mộ, đây cũng là cơ hội tốt để bạn mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là người trong cùng lĩnh vực, giúp ích cho công việc tương lai sau này. Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính ổn định, bạn gần như không gặp vấn đề nào về việc chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Ngũ hành tương sinh cũng giúp tình cảm đôi lứa thêm bền chặt, con giáp này đủ tâm lý và tinh tế để nhận ra khi nào đối phương cần được an ủi và vỗ về nhất. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường tím nhạt, hồng, quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ, Mùi. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tý. Tuổi Tý thích vui chơi với bạn bè, hòa mình vào đám đông, sôi nổi, nhộn nhịp, còn tuổi Quý Hợi lại thích dành thời gian chăm lo gia đình của mình. Nếu chung sống với nhau, Hợi sẽ là người nội trợ đảm đang của gia đình, giúp Tý có thể yên tâm và dốc hết sức mình, xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên,
mối quan hệ này cũng chưa thật sự hoàn hảo khi họ dường như không thể cởi mở, lắng nghe hết, chia sẻ mọi thứ với nhau. Nếu hợp tác làm ăn, Tý và Hợi sẽ có nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều. Bởi những người tuổi Tý có nhiều ước mơ, hoài bão và cả những tham vọng về tiền tài, vật chất, còn tuổi Quý Hợi lại luôn tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống, bon chen, ích kỷ. Mối quan hệ này khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc. 2. Tuổi Quý Hợi với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, Hợi và Sửu là một cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo và khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Giữa họ luôn có một sợi dây gắn bó tình cảm và dường như mối quan hệ này không hề có khoảng cách nào. Hơn nữa, Hợi sẽ rút Sửu, khắc phục được Sửu, nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin, và ngược lại Sửu sẽ luôn mang đến cảm giác ấm áp, lãng mạn cho tuổi Quý Hợi. Không còn gì tuyệt vời hơn, nếu Hợi và Sửu hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Quý Hợi sẽ là người đứng đầu chịu trách nhiệm, xác định hướng đi và lên kế hoạch cho công việc. Còn tuổi Sửu sẽ là người quản lý tài chính, trợ thủ đắc lực, giúp cho Hợi có những bước phát triển vượt bậc, họ bù trừ những thiếu sót của nhau và cùng hướng đến sự nghiệp cao cả. 3. Tuổi Quý Hợi và tuổi Dần. Mối quan hệ của Hợi và Dần có lâu dài tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào thái độ và cách ứng xử của hai bên. Những người tuổi Dần thích sự tự do, thoải mái, vì vậy khi yêu, họ cũng cần khoảng thời gian riêng cho mình, không muốn bị người ấy quản lý chặt chẽ. Nếu Hợi hiểu được điều đó, họ sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn, còn không có mối tình nào, tránh khỏi những lúc sai lầm, mâu thuẫn. Điều quan trọng là họ có đủ bao dung, tha thứ, nhường nhịn để duy trì mối quan hệ của mình. Nếu như Dần vượt qua được cái tôi của mình, cặp đôi này sẽ có thể gìn giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Sự hợp tác làm ăn kinh doanh của Hợi và Dần sẽ nhanh chóng giúp họ gặt hái nhiều thành công. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng của Dần kết hợp với óc phân tích sắc sảo của tuổi Quý Hợi sẽ tạo nên hiệu quả cao trong công việc. 4. Tuổi Quý Hợi và tuổi Mão. Mão và Hợi có nhiều điểm chung trong quan điểm và tính cách, điều đó giúp mối quan hệ của họ trở nên thân mật và gắn bó hơn. Trên phương diện tình yêu, cặp đôi này có thể luôn thể hiện sự ăn ý và tình cảm mãnh liệt dành cho nhau. Nếu sống chung dưới một mái nhà, Hợi và Mão sẽ cảm thấy hài lòng về người bạn đời và cuộc sống hôn nhân của mình. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Hợi và Mão có cùng chung mục tiêu, lý tưởng. Vì vậy, họ sẽ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung trong mối quan hệ của mình. Hợi sẽ giúp cho Mão khắc phục những thiếu sót, nhược điểm, và ngược lại, Mão sẽ là nguồn động lực để Hợi vượt qua được khó khăn trong công việc. 5. Tuổi Quý Hợi và tuổi Thìn. Dù trên phương diện tình yêu hay tình bạn, Hợi và Thìn đều là một cặp đôi lý tưởng hòa hợp, họ thấu hiểu sâu sắc đến cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Tuổi Thìn là những người yêu tự do và phóng khoáng, họ thích tham gia vào đám đông, tập thể, đôi lúc Thìn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với tình cảm của Hợi. Thế nhưng sự bao dung dịu dàng của Hợi đã khiến cho Thìn thức tỉnh và thay đổi, họ sẽ có nhiều khoảng thời gian ý nghĩa hơn dành cho nhau. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, công việc của Hợi và Thìn sẽ thuận lợi, thăng tiến, đi lên như diều gặp gió. Thìn năng động và sáng tạo, sự có mặt của Thìn như mang đến một luồng gió mới cho công việc của tuổi Quý Hợi. Sự kết hợp của cặp đôi này sẽ đạt hiệu quả cao và gặt hái nhiều thành công. 6. Tuổi Quý Hợi và tuổi Tỵ. Hợi và Tỵ dễ dàng cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần đầu tiên gặp. Mối quan hệ của họ dần dần trở nên gắn bó và thân thiết. Khi yêu, Hợi dành nhiều thời gian của mình để quan tâm, chăm sóc cho Tỵ. Họ quấn quýt với nhau cả ngày không rời và không bao giờ cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ này. Tỵ và Hợi sẽ cùng nhau xuất hiện, hòa mình vào đám đông, bởi họ đều thân thiện, hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người. Tỵ rất hay đề phòng và ghen tuông, nhưng sự chân thành của Hợi đã làm cho họ cảm động, tin tưởng. Nếu trở thành đối tác làm ăn, cặp đôi này kết hợp với nhau khá ăn ý, hòa hợp. Họ có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu, bởi vậy Tỵ luôn hiểu rõ từng đường đi nước bước của Hợi, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác làm ăn, hai tuổi này còn có thể gắn bó lâu dài và trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời của nhau. 7. Tuổi Quý Hợi và tuổi Ngọ. Ban đầu, cặp đôi Hợi và Ngọ tiến hành rất thuận lợi và tốt đẹp, họ thể hiện sự cuốn hút lẫn nhau ở bất kỳ đâu, khiến cho mọi người luôn phải ghen tị. Thế nhưng tình yêu đẹp chưa chắc là vĩnh cửu. Mối quan hệ muốn trọn vẹn, lâu dài, hai tuổi này cần phải biết nhường nhịn và lắng nghe nhau nhiều hơn nữa. Ngọ là người yêu thích tự do, bị lôi cuốn bởi những mối quan hệ mới mẻ.
Hợi còn quá ngô nghê và không thể làm chủ được lý trí của mình. Nếu mối tình này sụp đổ, người tổn thương nhiều nhất chính là Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, cặp đôi này sẽ đạt được thành công nếu như cả hai tìm được một công việc thích hợp. Nếu không, ngọ sẽ tỏ ra chán nản và nhanh chóng đổi ý. Hợi có ưu điểm là chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn, không bao giờ bỏ cuộc. Đó là những đức tính ngọ nên học hỏi. 8. Tuổi Quý Hợi với tuổi Mùi. Nếu yêu nhau, Hợi và Mùi sẽ là một cặp đôi lý tưởng hòa hợp. Dù hai bên đều không có khoảng không gian riêng cho mình, nhưng họ đều dành cho nhau những tình cảm đẹp, thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Nếu sống chung dưới một mái nhà, Hợi sẽ là người nội trợ đảm đang, chăm sóc gia đình, giúp Mùi có thể yên tâm hoàn thành tốt công việc. Họ sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân vĩnh cửu hạnh phúc. Sự kết hợp của Hợi và Mùi trên phương diện làm ăn sẽ giúp họ có những bước phát triển vượt bậc. Mùi sẽ là người đứng đầu, lập kế hoạch, vạch ra đường đi, nước bước cho công việc. Còn Hợi sẽ là người thực hiện những kế hoạch đó. 9. Tuổi Quý Hợi với tuổi Thân. Thân và Hợi có quan niệm gia đình trái ngược nhau. Thân thích tự do, vui chơi với bạn bè, ít khi dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Điều đó làm cho Hợi không hài lòng. Nhưng vì tình yêu, họ sẵn sàng nhường nhịn và tạo ra khoảng không gian riêng cho hai người. Dù đôi lúc vô tâm, nhưng Thân cũng là người vô cùng tình cảm, luôn dành tình yêu trọn vẹn đến cho Hợi. Thân và Hợi cũng có thể cùng nhau hợp tác làm ăn, kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Tài năng và sự sáng tạo của Thân khiến cho Hợi phải nể phục, và ngược lại, sự chăm chỉ, cần cù của Hợi là điều Thân rất trân trọng. 10. Tuổi Quý Hợi và tuổi Dậu. Hợi và Dậu có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách. Vì vậy, mối quan hệ của họ thường xảy ra bất đồng, mâu thuẫn khi yêu nhau. Ban đầu, Dậu rất không hài lòng về sự dịu dàng, tốt bụng của Hợi. Nhưng dần dần, họ có nhiều ý kiến quan điểm trái chiều. Dậu là người rất nghiêm khắc, vì vậy khó có thể hòa nhập với lối sống hưởng thụ, không theo trật tự của tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, những mâu thuẫn ấy có thể giải quyết nhanh chóng nếu như hai bên đều nhường nhịn và lắng nghe nhau nhiều hơn. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ tiến triển rất tốt đẹp và thuận lợi. Hợi sẽ đảm nhận vai trò một người quản lý, lãnh đạo, còn Dậu cũng sẽ là người quản lý tiền bạc. Họ có khả năng thành lập một công ty cho riêng mình. 11. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tuất. Tuất và Hợi có nhiều điểm trái ngược về tính cách, sở thích. Nhưng may mắn những điểm khác biệt ấy lại là sợi dây gắn bó họ lại với nhau. Mối quan hệ này trở nên đặc biệt bởi Tuất và Hợi luôn cảm nhận được sự mới mẻ, hấp dẫn của đối phương. Cũng có những lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nhưng họ lại sớm làm lành với nhau trong thời gian ngắn nhất. Nếu sống chung dưới một mái nhà, Tuất và Hợi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân, hòa thuận, hạnh phúc. Hai con giáp này đều có chung một điểm mạnh, đó là giỏi giao tiếp, ứng xử khéo léo. Bởi vậy nếu hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ ngày càng thuận lợi, vững mạnh. Tuổi Tuất thông minh, cần cù và trung thực, thích hợp với sự sáng tạo nhiệt tình của tuổi Quý Hợi. Mối quan hệ này càng trở nên gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin tưởng lẫn nhau. 12. Tuổi Quý Hợi với tuổi Quý Hợi. Tình yêu bằng tuổi của người tuổi Quý Hợi thật lãng mạn và lý tưởng. Họ hòa hợp, yêu thương, thấu hiểu với nhau như một cặp trời sinh. Cặp đôi này có thể gắn bó cuốn quýt với nhau cả ngày không rời. Họ cũng cùng nhau nấu nướng, trang trí nhà cửa hay tham gia các hoạt động bổ ích cho xã hội. Ngôi nhà chung của họ sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của hai người tuổi Quý Hợi không mấy lý tưởng. Mặc dù Hợi là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo, nhưng họ không biết cách quản lý tiền bạc. Bởi vậy họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Nếu làm việc với nhau, văn phòng của hai người phải có những màu tươi sáng, bắt mắt. Điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn khi làm việc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê vì cách thức thực hiện thì vội tức giận bảo: đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu, sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác. Hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ơ đó
mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không. Hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình, mặc kệ việc người đời phán xét. Nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.